Chị ơi, con lên đại học rồi, cha mua con cái laptop nha. Nhưng mà không được mua laptop chơi game đó. Dạ vâng ạ, con chọn con này. Trông có vẻ không giống laptop chơi game á. Ok, duyệt. Thì đấy, như các bạn thấy đấy, nếu như các bạn là một game thủ thích chơi game, tuy nhiên bố mẹ sắp mua cho mình một cái laptop mà không để dành để chơi game, bố mẹ không muốn cho mình chơi game á, hoặc đơn giản hơn là các bạn muốn một cái laptop nó có cấu hình cao, tuy nhiên lại là nó đơn giản, ít hầm hố, thì đây sẽ là sản phẩm mà khá thích hợp cho các bạn: Lenovo IdeaPad Gaming 3. Và cái mã hiệu mình đang có trên đây là IMH05. Thì hiện tại CMS đang bán khá nhiều mã hiệu khác nhau của dòng laptop IdeaPad Gaming này. Bạn nào quan tâm thì đường link sản phẩm mình để ngay phần mô tả video nha. Con này mình nhận về nó khá là khác biệt với con chip i5 thế hệ 10 và card đồ họa GTX 1650. Nó đặc biệt ở chỗ là giá gốc của nó là 21990, tức là 22 triệu. Tuy nhiên CMS đang bán với giá là 18490, tức là nó giảm khoảng 3,5 triệu. Nó giảm xuống 3,5 triệu cho một laptop. Mình chưa bao giờ mà thấy CMS bán một laptop mà nó hời như thế này. Thì ok, intro vô nè. Về tổng thể thiết kế bên ngoài đi, tên của nó là IdeaPad Gaming, nó có chữ gaming ở trong tên của nó. Tuy nhiên á, nhìn bề ngoài vô á là không ai biết nó con gaming luôn á. Nhìn nó đơn giản và nó tối thiểu giống như kiểu của mấy con laptop phổ thông hiện tại. Cái này á cũng tùy thuộc vào cái nhu cầu của bạn. Bạn là một người thích sốc nổi hay một người thích đơn giản? Nếu như một người thích đơn giản á, thì đây là lựa chọn các bạn. Trong lớp mình á, có một thằng nó sử dụng con Alienware Gaming, cái đèn LED sáng này nọ ha, làm nổi bật nó là tâm điểm trong lớp luôn. Cái lớp nào vô lớp nó cũng được giáo viên gọi nhiều hết. Thì bạn nào muốn sống lặng tí xíu á thì mua mấy con như thế này. Rồi cái thứ ba mình nói đến á là cái trọng lượng của nó. Cái này nó không quá bất ngờ với một con gaming có cấu hình mạnh ha. Trọng lượng nó rơi vào khoảng 2,2 kg. Nếu như mà các bạn đi học đem theo cái cục sạc nó là khoảng 2,5 kg. Cái này có cũng khá là nặng ba lô đấy. Cái này chắc phải đánh đổi thôi, tại vì mấy bạn muốn có một cấu hình mạnh để chơi game, để mà làm đồ họa này nọ, mà còn yêu cầu mỏng nhẹ nữa thì tham lam. Rồi đi vào chi tiết tí xíu, nói về touchpad đi. Nó kích thước hơi nhỏ, kiểu như làm cho có vậy đó. Và mấy bạn gaming thì các bạn cũng dùng chuột nhiều chứ đâu có dùng touchpad nhiều. Tuy nhiên thì cái này nó cũng không quá ngon mà cũng không quá tệ. Kích thước bé nhưng mà nó được bao phủ cái lớp gì đó mà mình thấy ghi tay khá là thoải mái. Nói về bàn phím đi, chúng ta sẽ có một cái bàn phím full size khá là ngon. Nó có cả bàn phím số nữa nên sẽ phù hợp cho các bạn làm thao tác văn phòng á, hoặc là các bạn học các môn mà nhập số liệu nhiều, kiểu như sách thống kê á, sẽ cần nhiều. Một chi tiết khá là hay nữa là trên phần webcam này, phía trên mặt trên, chúng ta sẽ có một cái công tắc vật lý để mà bật tắt cam. Mà công tắc này sử dụng khá là hay luôn đấy. Và cái này á, cần thiết cho các bạn nào mà ưu tiên về quyền riêng tư á, các bạn sợ bị quay lén hay gì đó thì có thể tắt cam. Chứ như kiểu của Mark Zuckerberg vậy, dán miếng băng keo trên cái laptop nhìn nó cũng hơi tục. Nope. Về cổng kết nối thì đây là con gaming nên cổng kết nối bao la luôn. Bên phải là chỗ mà chúng ta sử dụng chuột nhiều á, thì chỉ duy nhất một cổng USB 3.2 thôi. Còn phía bên trái sẽ là tất cả những cổng còn lại, bao gồm một cái cổng sạc của Lenovo, một cổng mạng LAN, một cổng HDMI để mà xuất màn hình, một cái USB 3.2 nữa và một USB Type-C. Tất nhiên là sẽ có một hộp cái tắc cắm 3.5 để các bạn cắm tai nghe, và cái tắc này á là kim cả tai nghe và mic. Về phía màn hình, chúng ta sẽ có một cái màn hình 120Hz. Với cái tầm giá khoảng 18 triệu như thế này á mà cái màn hình có tần số quét lên đến 120Hz á, làm thấy cực kỳ cao luôn. Nó không khác nhiều với lại 144Hz. Tuy nhiên mà nhà xuất cắt xuống từ 144 xuống 120 á, sẽ làm giảm giá thành. Và thấy cái này á, nó khá là hay. Ngoài ra màn hình này có độ sáng cũng khá là ổn, 250 nits, cùng với một tấm màn chống chói. Mình có đem ra thử ban công để mà sử dụng á, thì độ sáng này cũng khá là phù hợp, mình có thể sử dụng nó bình thường chứ không có nổi mà bị loe mắt hoặc là tập trung quá nhiều vào nó. Với tấm nền IPS á, thì nó không quá ngon, màu sắc lên nó cũng vừa đủ xài thôi. Và nếu như các bạn làm các tác vụ như là chỉnh sửa ảnh hoặc là đồ họa cần độ chính xác màu sắc cao á, thì chắc phải đi cân màu hoặc là xài một màn hình phụ nữa. Điểm qua về cấu hình đi, phiên bản mình có trên đây trang bị chip i5-10300H. Chip dòng H nên sẽ trang bị được hiệu năng tốt hơn, 8GB RAM và 512GB SSD cùng với card đồ họa GTX 1650. Cái cấu hình này á, mình thấy nó khá là cao trong tầm giá 18 triệu. Nó không chỉ phù hợp cho các bạn chơi game mà còn phù hợp cho các bạn làm văn phòng hoặc cả đồ họa nữa. Còn nói về con GTX 1650 đi, con này nó ra mắt cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của mình, hay làm văn phòng hoặc là chơi game này nọ á. Ví dụ như các game như là Liên Minh hoặc CSGO á thì không thành vấn đề.
Tuy nhiên các bạn nào mà mua cái cấu hình này về mà chơi Apex Legends đời Max Satin á thì cũng hơi căng. Ngoài ra con cạc này á còn được recommend khá nhiều trong các hội nhóm edit á, khi mà tìm cạc giá rẻ để mà edit. Tuy nhiên các bạn không thích cấu hình này á thì trên CMS còn nhiều cấu hình khác, ví dụ như là Ryzen 5, Ryzen 7 hoặc là cạc đồ họa GTX 1650 Ti nâng cấp hơn một tí xíu, các bạn hãy cân nhắc. Lúc mà nhận laptop này về á, mình tải ngay CSGO để mà chơi thử thì có vẻ như mình chọn tựa game này không vừa sức với con laptop này. Đồ họa mình mật lên max setting nhưng mà FPS vẫn đạt trên mức 60. Chơi tầm 1 đến 2 tiếng nhưng mà không có hiện tượng drop. Quạt tản nhiệt kêu vừa đủ to, không quá ồn, nhưng chắc được thiết kế bằng vỏ nhôm nên khả năng tản nhiệt của nó khá là tốt. Ở phần gần cạnh bản lề á, mình thấy hơi nóng tay, hơi ấm đi xíu nhưng mà cũng không thành vấn đề. Rồi, tổng kết video lại, Lenovo IdeaPad Gaming 3, một con gaming tuy nhiên là thuộc dòng IdeaPad, một cái dòng khá là nổi tiếng với những con laptop mà có tuổi thọ lâu, thì chắc chắn nè, con gaming này nó cũng không là ngoại lệ. Gaming tuy nhiên là có một cái thiết kế đơn giản, không quá cầu kỳ, phù hợp cho những bạn nào mà thích sống tối giản á. Và với cái khả năng sử dụng ấn tượng này á, thì nếu như bạn là sinh viên đi, chuẩn bị mua con laptop để mà học đại học á, thì có thể học con này hết thạc sĩ luôn, hoặc là học y đa khoa tốt nghiệp luôn. Và đừng quên, link sản phẩm mình để ngay phần mô tả video. CMS đang giảm giá con này đến 10% luôn. Và đặc biệt, ở mùa dịch này, bạn mua bất kỳ sản phẩm nào cũng được free ship. Và mình là Đan, nếu các bạn thấy video này hay, hãy bấm cho mình một like, một subscribe để ủng hộ tụi mình trong những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.